Chào tất cả anh chị em, cô chú. Tối ngày hôm nay thứ sáu nha, thì bảo có gì sale đấy. Thì anh chị em nào á mà mình đang cần máy nào, tối ngày hôm nay tha hồ chọn mua luôn. Đó, ở trong nhà của Bảo đây á thì nó khá là nhiều hàng nha. Thì Bảo đi thích mẫu nào á thì Bảo đưa lên cho anh chị em nào xem ưng ý, thì mình có thể là chọn mua này, mình đập tên máy, chốt giá là xong. Rồi đừng quên là đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Bảo nha. Đó, trong tháng này á, Bảo thấy á, công ty, rất là nhiều công ty giảm giá, nên là Bảo lên chương trình sale hàng quá trời, mà anh chị đặt nhiều lắm. Đó, rồi tối ngày hôm nay Bảo cũng lên tiếp chương trình sale hàng, có gì rẻ Bảo báo giá nha. Có nhiều màu á thì mắc hơn cũng có à. Đó, nó tùy nha, tùy được nhập hàng. Rồi đầu tiên là súng nổ nha anh chị nha. Trời ơi, súng nổ đinh á, là đinh pháo nha. Đó, Bảo làm video anh chị cũng thấy rồi, mua một bộ đinh về á là mình có thể đi nạp điện nè, đó, móc nước đồ cũng được. Một bộ này á là mức giá nó chỉ có là 390.000 thôi, thường nó cũng là 580 rồi. Đó, có sơ cua, thêm một bộ lò xo này, đó, chốt đóng để kích nổ nha. Đó, anh chị nào á mà xài công trình thì bộ này á khá là đơn giản, đi ống nước này, đó, đi đường điện tuyệt vời, có thùng đựng nha. Đó, súng bắn nổ giá rẻ bèo à, 390.000. Rồi tiếp tục, đó, bộ này anh chị ơi, đó, một bộ ép bao bì nha. Đó, bán trái cây nè, bán cơm bún gì á, mình cần ép bao bì, như là ép những cái nào mà cho nó kín nha, có nước này kia, ép cho nó kín, chiều dài là 20 phần, có chỉnh nhiệt là 8 cấp số nha. Bao bì này thoải mái, ép rất là lớn nha. Bộ này á thì giá nó cũng khá là rẻ nha, với mức giá bộ này á là cũng là gần 400. Rồi tối ngày hôm nay Bảo tính mức giá là 290.000. Rồi, đó, anh chị nào mua thì ép nhiệt này là 290 nha. Rồi tiếp tục nha, nhiều lắm. Thì Bảo lên có lấy con nào á thì Bảo báo giá cho anh chị em luôn. Rồi hu can nha, mã máy nha, anh chị nào mua bộ này xài phê cực kỳ, giá mềm lắm. Đó, ngày trước thì Bảo hết hàng model của máy là HK CDR0090, đầu lớn này, motor to, nhìn thích ngay, motor to chà bá lửa anh chị à. Trời ơi, motor to dữ lắm. Đó, đầu lốc như là công ty Makita chưa. Đó, khóa siếc này, cứng nè, motor brushless màu XR90N nha, hai quả pin 10 cell. Đó, pin đực này khá là chắc chắn, chất lượng nha, bảo hành 1 năm. Mức giá có 1,5 triệu á, Bảo tính 1,4 triệu thôi. Đó, mẫu này thùng cứng nha anh chị nha, khá cứng cáp này, tuyệt vời. Rồi Bảo để cho nó đúng. Rồi thùng rất là đà, chính hãng Hukan nè, bảo hành 12 tháng. Đó, hàng công ty Hukan á thì năm này Bảo thấy là đầu tư vào mảng bảo hành này cũng như là nâng cấp chất lượng lên khá là cao. Đó, 090 này mà giá có 1,4 triệu, khá rẻ nha. Bảo hành 1 năm, hai quả pin, 3 chức năng, đầu 13mm á. Rồi tiếp tục, Bảo còn có một bộ à. Đó, khoang bốt nha, 3 chức năng, loại 1 Trung Quốc nha. Đó, rồi anh chị em nào á mua thì anh chị chốt giúp Bảo. Cây này á thì Bảo cũng được anh em đó gửi lại bán thôi, chứ Bảo cũng ít bán hàng này lắm. Đó, 650 thôi, bốt loại 1 nha. Đó, Bảo bảo hành cho 6 tháng luôn á. Đó, bao cho anh chị mình khoan hư này kia. Rồi công suất thì 800W nha, 2-26, 3 chức năng, mũi gài. Rồi, cái hộp này thì Bảo để ngẫu nhiên nha anh chị nha. Đó, bốt loại 1 nhưng mà thâu vào máy không, để cái hộp Osaka luôn. Đó, anh chị nào mua thì lưu ý giúp nha.
Rồi tiếp tục máy rửa xe. Ui trời ơi con này nặng quá. Đó, Osaka. Mẫu này là đời mới nha. Mẫu này á là model của máy là S400 nè. Máy dây đồng nặng cực kỳ à, 2800W nè. Lực hút là 12 lít, quá nhanh đấy. Mẫu này nặng cực kỳ anh chị à. Đó, khớp vào nè, khớp ra là xi đồng đẹp nè. Có chuẩn áp. Rồi, đồng hồ báo áp. Trời ơi, quá trời mỏng anh chị ơi. Dây dài lắm nha. Dây dài 15m nè. Có núi dài nè. Súng lớn nha. Đó, súng lớn. Rồi, dây có chống gãy. Dòng dây đồng cao cấp. Đây là 2800W nha. Mẫu cao cấp của 2008. Rồi, với mức giá là 1.600.000. Đó, bảo tính 1.500.000. Máy bảo hành 1 năm. Dây đồng nha anh chị nha. Nặng cực kỳ luôn. Đó, chỉnh áp từ 20 lên đến là 250 là anh chị về là bắn khá sướng nha. Rồi tiếp tục. Khoan 13mm đến từ thương hiệu Osaka. Hàn này là bảo thanh lý 200 cây á. Đặt nhiều dữ lắm. Đó, mất tem chữ nổi thôi nhá. 710W này, có test thực tế cho anh chị em mình xem. Có 330.000 nè. Đầu 13mm đi kèm á thì sẽ có là một khóa mở khoang, một tay cầm. Đó, mẫu này á thanh lý nên là sẽ không có hộp gì đâu nha. Có 330 thôi, bảo hành 6 tháng cho anh chị em mình yên tâm đặt mua. Rồi tiếp tục sạc bình nhá. Ắc quy. Đó, mẫu này là xài bằng cơ nha. Cục kháng to lắm. Sạc bình á mà anh chị em nào á mà mua hàng điện tử á thì sao khỏe bằng cái này được. Đó, mình sạc cho nhiều bình là mình phải mua cái cục có biến thế ở bên trong nha. Rồi 12V, 6V, 8V đều được. 5 nấc chỉnh này từ 0 đến là 5 nha. Bình 8A có đồng hồ báo. Rồi, mức giá mẫu sạc bình này có 380.000 thôi. 380 nha. Đó, xài bằng cuộn biến thế lớn bên trong, xài siêu bền. Đó, anh chị nào á ở nhà có bình xe máy nè, bình xe tải, xe hơi gì có thể đem ra sạc. Rồi tiếp tục. Thùng inox nha. Mẫu này á là Bảo thấy là LS này á, là anh chị nào mua thì nhớ giúp Bảo là chú ý đến cái phần mà in của thùng nha. Đó, như thùng này á thì nó là 17 in. Đó, anh chị em nào á, mua 17 in là chiều dài nó là 37. Đó, chiều dài này 37, chiều cao 18, chiều ngang 18. Đó, loại inox này nha, bình thường Bảo bán là 300.000 đây. Đó, có video đầy đủ. Nhựa cao cấp 2 tầng à. Mình có thể là đựng được hai máy khoang, máy mài thôi, hai máy mài hoặc là một máy khoang, một máy mài. Đồ nghề thì đựng tha hồ nha. Đó, xách đi công trình, quay kim loại nó khá chắc chắn nha. Đó, xách đi cũng được tốt này, xung quanh là bằng thiết ở xung quanh rất là đẹp nha. Đó, rồi tối ngày hôm nay 250.000 thùng này giảm giá cho anh chị em mình 50 nha. Rồi tiếp tục kho nhiệt ta lông nha. Đó, sấy bao bì nè. Rồi đi làm công trình nè, điện nước này kia là mình mua mẫu kho này. Rồi có thể chỉnh được nhiệt độ theo ý nha. Đó, tăng giảm là ở đây, mình khóa gió ở đây. Rồi bốn với công suất là 2000W nha, xài điện 220. Rồi đi kèm là hai đầu để anh chị mình á khò. Rồi mức giá có 370.000 thôi. Bình thường Bảo bán cùng 420 đấy. Tối ngày hôm nay 370.000. Đó, anh chị nào á nhắm được cây nào chốt cây đấy nha. Rồi Bảo lên chương trình bốt xịn nha. Bốt này á là anh chị em nào á mua thì bao chết nha. Nếu hàng giả hàng nhái, một đền 100 tới cửa hàng, Bảo dắt lên công ty lấy tiền luôn. Rồi bên trên sản phẩm 060 này á là công suất là 670W, có tem chống hàng giả ở đây nha.
Đó, anh chị em nào mua thì cứ cào ra gửi bảo hành là được. Nếu mà nó không ra là hàng giả rồi đấy anh chị ạ. À. Rồi, mẫu này á, bốt xịn á, là anh chị nhìn á, chi tiết nó đẹp lắm. Đó, nó không có một cái vết thừa như những sản phẩm bốt nhái đâu. Rồi, mẫu này là 990.000 này. Tối ngày hôm nay 780.000. Riêng mà cái tay cầm với là cái khóa mở không là anh chị thấy dày lắm. Đó, bảo hành 1 năm nha anh chị nha. Rồi tiếp tục, 3 chức năng bốt. Mẫu này á, với model của máy là GBH220. Đó, 2.9 triệu anh chị ạ. À. Mà tối ngày hôm nay anh chị nào mua chỉ còn là 2.4 triệu thôi nha. Giảm 500.000 cho con máy bốt xịn này. Đó, mẫu này á, là công suất của máy là 720W. Trời ơi, bốt xịn. Đó, tem chống hàng giả chắc chắn có nha. Rồi, có thùng đựng như này. Rồi, anh chị em nào mua thì chỉ có nhiêu đây thôi nha. Đó, dây xịn nè. Hộp chính hãng bốt. Mức giá có 2.400.000. Giảm giá lên đến 500.000 anh chị em à. Đó, tranh thủ mình chốt thôi. Rồi, tiếp tục. Thân. Khoan. À, 2 chức năng nha, đầu nhựa nha, đầu lốc đến từ công ty Đắc Tông, xài chân pin phổ thông nha. Đó, mình có thể là bắn thạch cao này, bắn vít thoải mái 50 newton. Rồi motor là brushless không chổi thang nha. Đó, đi kèm á là móc này đầy đủ. Mức giá là 720.000 nha. Rồi, 720.000 chân pin phổ thông nha, bảo tính là 609 đi cho nó nhanh. Rồi, mà máy là anh chị thấy nè. Đó, M21D1050BL, xài chân pin phổ thông nha. Rồi tiếp tục, thân máy mài đi. Tối ngày hôm nay máy nhiều lắm anh chị ạ. À. Đó, bảo đứng một chỗ không là không đi hết được, anh chị nhìn nè. Máy nhiều dữ lắm. Đó, anh chị em nào á mà mua cây nào á, có thể là bình luận phía dưới này, nhắn tin đi qua Facebook, Zalo gì cũng được đó. Trời ơi, thùng hư nha. Rồi, máy mài đét tông, công tắc bóp anh chị à. Rồi, mẫu này á là xài chân mờ phổ thông nha. Mức giá là 990.000 là thân không nha. Chưa bao gồm pin sạc. Đó, đi kèm là gắt te khóa mở tay cầm. Bảo tính là 950 thôi cho nó nhanh nha. Đó, mã máy là anh chị biết rồi. Mã máy của mẫu này là M21 nè, AG100BT nha. Đó, tay bóp này á là bảo thấy là nhiều anh chị em nào cắt bóp như này nè là nó khá là an toàn nha, so với công tắc trượt á. Đó, với lại là có mặt chống quá tải, anh chị yên tâm. Lúc mà bật công tắc á, ghim lên máy cũng không chạy đâu. Rồi tiếp tục, thân bắn vít 330 newton, Makita loại 1 này. Đó, bảo có những cái này á, có 1-2 cái thôi. Đó, hàng mẫu người ta gửi này kia bảo bán luôn. Rồi, thân không 509 á, bây giờ bảo tính cho anh chị em mình là 440. Đó, anh chị nào mua thì 440 nha. Rồi, anh chị em nào mua chốt cây này 330 newton này, ngắn lắm nha, ngắn có khúc thôi. Rồi tiếp tục, đầm dùi đi. Đó, đầm dùi nè, Osuka nè, 1100W, có dây dài 1m1 nha. Đó, anh chị em nào mua đánh bê tông nè, hồ dầu rung á, để mình rung cho nó vào những cái cột đổ sàn bê tông á, này kia cho nó chắc bê tông, nó không có bị bồng bên trong nha. Rồi, mẫu này là 850.000. Mẫu màng 1100 này á, bảo bán là 950 không nha. Đó, rung. Thân này á là bằng kim loại này. Tay cầm bằng nhựa nha. Đó, kim loại này á mình xài bền lắm. Đó, nhẹ nhàng, bảo xoay được mà. Rồi tiếp tục, ke gốc anh chị ạ. À. Đó, anh chị em nào á ở nhà này, thợ thầy
đi làm công trình á, ca gốc để mình có thể là hít gốc 45 này, 90 này, đó 135. Đó, ca này một cái như này á, 12 kg là 30.000 thôi. 30.000 một cái à. Rồi bảo của xem bên trong có gì nha. Á bù lông TNT màu đen anh chị à. Mẫu này là 380 Newton nha. Hai quả pin lớn 10 cell TNT. Rồi 850 giờ bảo tính cho anh chị em mình á, 760 thôi. Đó có lỗ để mình khoan tường này, bê tông vân vân nha. Rồi, lực lớn nè. Bắn vít, bắn ốc xe nè. Xe máy thoải mái rồi. Đó hai quả pin phổ thông sạc bảo hành đầy đủ. Chính hãng TNT nha. Rồi xem còn cái gì không? À 475. Đó anh chị em nào mua đời mới không? Có cao su đây. 1.450.000 đời mới nha. Chân pin phổ thông nha. Đó. Anh chị nào mua thì mua sản phẩm này. Tối ngày hôm nay bảo tính cho mức giá là 1.300.000 thôi. 1.300.000. 475 new. Chưa bao gồm pin sạc nha. Thân 475 đến từ hãng Detong. Mẫu mới này có cao su chống trầy nha. Đầu đặc nha, đi kèm là hộp giấy với lại một móc đeo à. Rồi nếu anh chị em nào thích mềm hơn một xíu là mình lấy 380 compact nha. Đó, mẫu này là bảo bán 1.150.000. Tối ngày hôm nay bảo tính 1.100.000 đi. Đó 1.100.000 thôi, máy mới hết nha. Đó chưa có xài gì đâu. Chân pin phổ thông 3 cấp số. Rồi. Tuyệt vời chưa, mất lực nha. Có chức năng mất lực anh chị nè. Đó. Anh chị nào không thích xài kiểu như là tắc tắc, mình xài ngắt lực á, là đời mới bây giờ nha. 3 số. Rồi 1.100.000 thôi. Rồi tiếp tục. Thân khoan nha. Đó, mẫu này á là anh chị em nào á mà mua thì tối ngày hôm nay chân mờ nha. Rồi. Mẫu này là 50 Newton, máy lớn nha. Đó. Mẫu này là đầu lốc, đầu sắt nha anh chị nha. Đó, ba chức năng. Đời đầu á nó khá là chất lượng, khó hư lắm. Rồi, cây này á là 890 anh chị ạ. À. Rồi tối ngày hôm nay 790.000. Đó giảm 100.000 nha. Cây này bền lắm mà nó khỏe cực kỳ à. Thân không, chưa bao gồm pin sạc, 790 rẻ quá trời à. Đó model của máy cho anh chị tham khảo giá này, M21 ID10BL nha. Rồi tiếp tục, máy bắn cốt nha. Đó thương hiệu Apex nha. Bảo hành 1 năm. À thùng lớn lắm nha. Đó thùng quá trời to à. Rồi bật tia. Tia cảm ứng nhẹ nhàng này. Rồi bóng thì sáng siêu xa, 40-50 mét bình thường nha. Rồi xem bên trong có gì nào. Đó hai quả pin lớn anh chị ơi, 4.800 mAh. Rồi kèm theo sạc này, thùng hai quả pin là mình xài tha hồ vi vu rồi nhá. 5 tia xanh, bóng led siêu sáng. Rồi 850 bây giờ bảo tính là 650 thôi. Còn hai cây à, này còn đúng hai cây thôi bán nha. Đó tranh thủ mua 650 hai quả pin lớn. Rồi anh chị em nào á cần món nào thì mình có thể đặt hàng nhá. Tại hàng của Bảo á thì nó khá là nhiều nên là đôi lúc là lên thì cũng không hết được đâu. Nên là anh chị tham khảo nha. Rồi tiếp tục bảo lên cho con máy tia laser bao nhiêu tia đây. À 16 tia 4D nha. Remote nè, điều khiển từ xa. Rồi tiếp tục có những gì đây. Trời ơi, chân xoay nè, chân treo tường nè. Rồi chân cao thấp à, quá trời món. Hai quả pin lớn. Rồi 16 tia 4D nha. Akuya thương hiệu lớn anh chị ạ. À. Đó 1.350.000
tối ngày hôm nay mức giá siêu kinh điển, rẻ lắm. Đó, 990.000. Thôi chơi 900 đi, cho nó nhanh, cho nó máu. Đó, cây này á, thùng hơi dơ xíu bán 900 nha. Đó, anh chị em nào thích 16 tia 4D chính hãng Akuya, bảo hành 1 năm là tính là 900 thôi. Rồi tiếp tục, máy khoan pin chọt nha. Đó, Toyama, thương hiệu Nhật nha. Rồi có thùng nè, đựng khá xịn nè. Rồi bên trong hai quả pin lớn nè. Đó, pin chọt 4A nha. Đó, chọt 4A này là bảo thấy là pin lớn lắm rồi á. Rồi máy sẽ đi kèm là hai chức năng báo pin, rồi cấp trượt đầy đủ nha, bắn vít nè, tôn xà gồ cực kỳ khỏe. Rồi motor brushless không chổi than, hai quả pin một sạc như này. Đó, pin 18V nha. Rồi mẫu này là 790.000 nha. Đó, rồi bảo tính 750.000 đi nha, 750 thôi. Đó, anh chị thấy tối ngày hôm nay giá bảo đưa ra cũng khá mềm nha. Rồi bảo để sơ sơ qua đây đi, rồi xem có gì đây, ngồi ở đâu, bốc ở đấy nha. À, bắn đinh bê tông, xài bằng hơi nha. Đó, mẫu này á là bắn được đinh 3/8 anh chị ạ. Thương hiệu nội địa dốc nè. Tem nè, anh chị thấy tem chất lượng chưa, 7 màu là chống hàng giả, hàng nội địa luôn. Đó, rồi mức giá là mẫu này là 790 đúng không? Rồi, tính 700 đi. Rồi đinh bê tông nha, xài bằng hơi. Rồi có thùng xịn chưa? Đó, thùng khá xịn đây. Thùng cực kỳ xịn. Rồi tiếp tục, máy đánh bóng nha, Makita. Đó, anh chị nào thích đánh bóng nè, xe hơi nè. Đó, xe máy có nỉ, có điều tốc 6 số nha. Rồi, mẫu này là 600W, cốt lớn 125 nha. Rồi, mẫu này là 309 thôi. Đó, bình thường cũng bán là 408 á, giờ 390.000. Rồi, anh chị nào á, mà mua thì mình tranh thủ mua nha. Máy mài chỉnh tốc đét tông nè. Đó, cây này á là 730 đúng không? Rồi, tối nào hôm nay bảo tính là 608 thôi, cho nó nhanh, chỉnh tốc. Mà máy là 950S nha. Đó, máy mới nguyên thùng như này đây. Rồi, dao đâu rồi? Đó, bảo cắt ra cho anh chị em mình xem nha. Đó, hàng này á thì bảo lâu lâu cuối tuần bảo sale chương trình cho vui thôi nha, chứ không phải là bán hoài đâu. Đó, anh chị nào á mà mua là bạc NSK này, bạc Nhật cao cấp này, xài đã lắm. Đó, bo mạch chỉnh tốc lớn nè, đét tông á, thì thương hiệu xài quá tuyệt vời, quá chất lượng và ok nha. Rồi 950W, máy mài tay dài sẽ đi kèm là khóa mở này, gắt te này, tay cầm này. Rồi có 608 thôi, rẻ quá. Rồi tiếp tục, máy phun sơn đa năng đi. Đó, 27-800 đến từ Classic. Đó, mẫu này là 800 nha anh chị nha, 800.000 á. Đó, tối ngày hôm nay anh chị em nào mua 609 thôi, đi kèm là 3 bét ở ngoài, 1 bét trong máy, tổng 4 bét nha. Bình phun sơn lớn, có thể chỉnh lượng sơn là nhiều ít. Đó, để anh chị mình yên tâm mua nha. Rồi, lớn lắm. Máy này phun đa năng, có thể phun nhiều loại sơn, sơn nước nè, sơn BU nè, sơn thạch cao, sơn mọi thứ, sơn sắt cũng được nha. Đó, mình mua bộ này á về khá khỏe nha. Đó, bảo có nhiều loại phun sơn lắm, nhưng mà mẫu này là bảo bán nhiều, do là giá thành tốt nè, xài bền nha. Chứ phun sơn mà 200-300 bên bảo cũng có, mà bảo ít làm lắm. Đó, tới cửa hàng á thì anh chị em nào á mà thích rẻ này kia bảo mới bán thôi, chứ bình thường á bán qua mạng á rẻ quá nó dễ hư lắm nha. Rồi tiếp tục, khoan pin Makita đầu lắp, trời ơi khỏe lắm, trời ơi lắp da luôn anh chị à. Nè, tóc cả
mảng da đây là anh chị biết rồi. Rồi, đầu lắp đỏ nha. Makita loại 1, 2 quả pin lớn. Chân pin phổ thông nha. Rồi, mức giá 1.150.000. Tối ngày hôm nay 990.000, đó 990 thôi. Đó. Chưa có sạc, bỏ sạc vào bán. Rồi ngoài ra thì anh chị em mình có thể là mua á thân nè. Thân này bảo bán nhiều nhá. Đó, mẫu này á là 90 new. Chân mờ nhá, màu vàng. Có 890 thôi anh chị à. Đầu lốc này review khoét lỗ gạch phê lắm. Đó, mẫu này là bán nhiều cực kỳ à. Rồi xài chân mờ phổ thông nha. Máy mới nguyên 890, có tay cầm đi, móc đeo. Rồi ngoài ra thì anh chị em mình á có thể mua khá nhiều máy nha. À, như là cắt nhôm đi, cắt nhôm Kuroa nè. Đó, 1.700.000 đến từ công ty Đất Tông, lưỡi 255 nha. Rồi tiếp tục, máy bắn đinh đi. Đó, bắn đinh F30, thương hiệu là Tóc nha. Trời ơi, Tóc là tích tóc á. Đó, anh chị nào á mà mua mẫu này á là nó khá là ưu việt. Giá thành mềm nha. Đó, có bắn được đinh bao nhiêu đây? Đinh 30. Đó, 380 á. Đó, khá rẻ nha, đẹp nha, bền. Đó, tem chống hàng giả đầy đủ nha, xài bằng hơi nha. Rồi anh chị nào á thích mua thổi không? Máy thổi là xài cho công trình cũng được nha, gia đình có thể hút bụi vừa phải. Đó, đến từ thương hiệu Kenmart nè. Đó, anh chị em nào mua 600W, đó thổi cực kỳ khỏe nha, không phải yếu đâu. Thùng cỡ này thổi một cái bay luôn á. Đó, rồi 350.000. Đó, rẻ bèo nha, thổi cực kỳ phê. Rồi, thương hiệu Tóc này, nếu mà anh chị em nào á mua mà đinh 5 phân, đúng rồi 5 phân, thì có thùng xịn hơn nè, chắc chắn. Rồi tem chống hàng giả ở đây. Rồi mức giá tối ngày hôm nay là 620, 500 thôi, 500 nha. Đó, cho nó nhanh. Những cái này á là hàng bảo nhiều lắm, tha hồ chọn mua. Rồi cắt sắt nè. Đó, anh chị nào á mua cắt gỗ không? À, nồi chiêng không dầu anh chị à. Đó, anh chị em nào á, đi đi né ra, anh lấy cái dao cái xem. Nồi chiêng không dầu anh chị em. Đó, về là nướng thịt nè, đó, cá vân vân. Nồi này lớn nha, đó không phải nồi nhỏ đâu nha. Đó, nồi này á lên đến là 10 lít lần anh chị à. Rồi, sản phẩm này hàng nội địa nha. Rồi, mẫu này á là nó có nhiều chức năng lắm. Rồi, nó có thể hẹn được giờ này. Đó, chỉnh nhiệt độ từ 0 đến là 200 độ C. Rồi, nhiều chức năng nướng cá, thịt này, đủ thứ nha. Rồi, bên trong lớn, nồi lớn anh chị à. Rồi, nó có cái phần mà keo ở đây nha, hai bên phải cắt ra. Trời ơi, thép nè, đó thép không rỉ anh chị ạ. À, đó anh chị nào á mà mua là có cái khay hứng dầu luôn để cho nó sạch hơn. Rồi mức giá là 900. Tối ngày hôm nay mua bảo tặng cho cái ấm luôn. Đó, tặng ấm là trị giá là 200. Ấm đen này là 220.000 á. Đó, cô mi nha, ấm này mua kèm á, nếu mà lỗi 14 ngày đổi mới luôn. Đó, anh chị em nào cứ mua lỗi là bảo đổi mới cho nha, nên là cứ yên tâm, bảo hành 1 năm hết. Đó, tuyệt vời chưa, ấm này cũng thế bán luôn. Rồi, ấm cô mi này bảo tính là 220.000, bảo hành 1 năm nha. Dung tích ấm là 2 lít này, ấm lớn nha. Đó, bên trong thì bảo giới thiệu đi cho anh chị em nào mua cho nó yên tâm. Inox nha, inox bóng này, bọc thêm một lớp nhựa bên ngoài á để mà chống nóng. Đó, an toàn tuyệt đối nha. Rồi, có 220.000 thôi. Rồi tiếp tục, máy phun sơn nè. Đó, phun sơn F75
Sraigun nha. Đó, mẫu này á là có bình nén khí mới phun được à. Đó, bình kim loại. Rồi, thân kim loại. Rồi, bình 400cc nha. Bóng loáng à. Rồi, có 165.000 thôi. 165.000. Rồi, tiếp tục. Đầu máy rửa xe nè. Đó, xài cho công trình nè. Rửa xe tải, container này. Phun thuốc sâu cả ngày, cả đêm vậy á. Là mình mua con này. Đó, với mã lực của máy là nó lên đến là từ 21 đến là 45kg nha. Kéo motor là chưa bao gồm motor nha. Motor thấp nhất để kéo cái này á là 1.5 HP. Có chỉnh áp nè, hai đầu ra cho hai anh thợ xài. Rồi, thương hiệu Sasuke, thương hiệu Nhật nha. Mã máy là SSK trừ 26 nha. Đó, 1.150.000, bảo tính là 1.050.000 đi cho nó nhanh. Rồi, máy cắt gỗ đét tông, mẫu mới Heduti nha. Đó, mẫu này là 800.000 nè. Đó, anh chị em nào mua thì bảo tính cho là 770 thôi. Đó, 770 nha. Lưỡi 1 tấc 85. Rồi, mẫu này nó cũng bán khá chạy nhá. Rồi, đầy đủ này, có lưỡi đi kèm nha. Đó, lưỡi đầy đủ 1.500W, chính hãng đét tông nha. Rồi, lưỡi 1 tấc 85. Rồi, có 770.000 thôi. Máy mới nguyên thùng. Rồi, tiếp tục cắt sắt nè, 358 nè. Trọng lượng nặng lắm. Đó, anh chị nào á, đâu, mẫu này đời mới. Đó, DKCS2850, 1.850.000 á. Tối ngày hôm nay bảo tính 1.8 đi. Đó, cho nó nhanh nha. Rồi, máy mới hết. Hàng đây là bảo nhiều lắm. Đó, video cũng khá dài thì bảo không giới thiệu kịp. Rồi, mẫu này. Rồi, mẫu này là CS2650 nè. Đó, 2006 chứ. Đó, CS2600. Rồi, con này anh chị em nào mua thì mới nguyên thùng á là 1.750.000, bảo tính 1.700.000 thôi nha. Đó, rồi, rẻ hơn. Cắt sắt thì có Rakuten nè, 2004 nha. Đó, 1.450.000, bảo tính là 1.290.000 nha. Đó, 2.300W, lưỡi 355. Nếu mà anh chị nào xịn hơn, chơi Makuta, thương hiệu Nhật này đi. Đó, mẫu này là 2.000W thôi, nhưng mà giá nó mắc lắm. Đó, xài ngon nha, 1.800.000. Nặng trâu lắm, trời ơi, nặng lắm. Đó, xài công trình cực kỳ phê. Rồi, ngoài ra mình có thể là mua máy hút bụi Wintech nè. Đó, bình 30 lít nha, có dây nối dài đầy đủ nha, bảo hành 1 năm. Đó, anh chị em nào mua thì nó có thể là hút được cả nước lần nha. Đó, trời ơi, bên trong là anh chị thấy có túi nè, bánh xe nè. Rồi, mức giá cây này là 2.000.000 đúng không? Tối ngày hôm nay bảo tính 1.900.000 thôi. Dây dài 5m, công suất của máy là 1.500W nè. Rồi, tiếp tục. Máy mic, máy hàng mic đi. Đó, có đồng hồ hai chức năng, dây rời nha. Mã máy là mic 200i mini. Đó, có 1.900.000 chứ. Mẫu này là 1.900.000 nha. Tối ngày hôm nay thì bảo tính anh chị em mình là 1.850.000. Đó, có cây thôi, máy mới nguyên nè. Đó, chưa bao gồm là dây chưa bao gồm là dây hàng đâu nha. Đó, mình mua thì sẽ có là một bộ kìm hàng que nè. Đó, một súng hàng mic nè. Đó, mặt nạ. Rồi, đầy đủ như này. Đó, máy mới nha. Rồi, 1.850.000, mic cao cấp, dây rời 200i. Đó, anh chị thấy nè, cuộn khí nè, to nha. Rồi, đa chức năng, có thể chỉnh được hàng mic nè, mic 1 chấm, mic 0.8 nè, nhiều nhá. Rồi, ngoài ra bảo nhiều lắm. Đó, tối ngày hôm nay cũng không giới thiệu hết đâu. Đó, anh chị thấy là hàng bảo làm cả kho như này, giới thiệu bao giờ cho hết. Đó, anh chị em nào á mà thích thì mình cứ đăng ký kênh đi. Bảo khi nào á mà bảo
Vào đây á, bảo đi video là gặp cây nào bảo bán cây đấy. Rồi anh chị nào á mà muốn xem những chương trình như này á thì hãy đăng ký kênh. Rồi bây giờ á, đặt hàng là liên hệ giúp bảo qua ba số điện thoại trên màn hình. Giá tối ngày hôm nay bảo giảm giá khá nhiều đấy, hợp lý là anh chị mua ủng hộ thôi. Rồi muốn mà mua giá mềm mềm nha là mình có thể lên ở TikTok này, Shopee đó, đầy đủ bảo có đăng hết, có chương trình đến từ những nhà hàng người ta ưu đãi những cái voucher á, mình mua giá nó còn tốt hơn. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tại đây. Đó, anh chị nào mà ghé vào những trang thương mại thì nhớ là follow kênh bảo giúp nha, đừng quên đăng ký kênh YouTube luôn. Rồi bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay tại đây.